Tôi Duy Đường chào tất cả các bạn. Mình anh. À, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Duy Đường. Thì clip hôm nay là ba anh em chúng tôi thực hiện. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ chấm tất cả thế giới bằng soda này. Đây là soda màu xanh nhá. Soda táo. Thì soda này màu xanh rất đẹp này. Đấy, nhìn đẹp chưa? Trong xanh. Thế thì hôm nay anh em chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ở đây. Và hôm nay anh em chúng tôi sẽ chấm cả thế giới với nước soda này. Ok, thì hôm nay có hai diễn viên xinh đẹp của chúng ta, đó là Minh Anh, hai là công chúa Hoài Ngọc. Công chúa Hoài Ngọc. Công chúa Hoài Ngọc luôn, các kiểu luôn. Thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ thử chấm mọi thứ với nước soda này xem nó có ngon không nhá. Nếu mà ngon thì tôi bảo các bạn dùng, và không ngon thì tôi khuyên các bạn là không nên dùng. Và những cái gì nó có vẻ như là anh em chúng tôi cũng biết là có cái gì luôn. Nó kiểu như là nó hai cái nó pha vào nhau, nó tạo ra một kịch độc gì không thì anh em chúng tôi không biết, nên là hôm nay anh em chúng tôi làm liều là cứ chơi thôi. Đi ở biết ngay. Ok, thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ chấm kem đầu tiên đi. Vừa ẩn chẳng là không ai làm clip được, mỗi mua hai que kem này cho hai cô gái thử thức. Chú sao không? Chú bông này. Chú bông chị đấy. Đấy. Được. Yeah. Còn thứ này chấm ra. À, ăn miếng đầu tiên xong xong ăn chấm nó có khác gì không? Bất định dạ. Đấy. Ngoài thế. chấm à. Chả thấy tị gì nhỉ? Vẫn tẩm kem không không? Đúng không? Kem nó chảy. Em thấy vị soda cay cay kìa. Nhưng mà lại gì không? Lại thơm. Ăn đi, thử nước đi. Ăn đi. Được. Ăn nhanh em chảy hết. Chấm nè. Ôi. Vị nhạc thơm hơn không? Thơm tê à? Tê tê nhá. Cái soda này tê tê thật nhỉ? Thôi ăn hết đi xong thử sức cái khác. Mình ăn hết tê rồi ạ. Ok, thì kem chấm soda thì cũng ngon, ngọt, cái cay của vị soda nữa, nói chung là vẫn ngon. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ thưởng thức sang cái lương khô đi. Mỗi thằng một máy thưởng thức. Đấy. Mẹ anh chấm trước đi, thử trước xem là chấm như thế nào. Mẹ anh cứ có thể mẹ anh chúng chấm chứ hả? Ừ. Chua. Chua, chua của vị táo. Nhưng cái tương khô này ngọt. Đâu, để mẹ chú thử nào. Vừa muối phá rồi. Đây là một cái thuyền soda. Trong thì là vị của nước khô nhưng ngoài là vị soda. Đúng không? Mà không thơm. Chấm thơm quay. Thơm tê tê. Tê là vị soda này nó tê đấy. Dạ. Nói chung là cái này ăn nó kiểu gì đấy. Bên ngoài thì vị soda, bên trong ăn vào thì nó lại thành vị lương khô. Nó chả ra cái vị gì. Chấm mất nữa, thôi cố. Đấy, mấy đều lên cho cái thuyền soda của chúng ta ăn đều. Ăn nhanh đấy. Ngoài 100% là vị soda, trong mát mát, tê tê. Mẹ đi, chú ăn một miếng nào. Nói chung là cái này bị cái nói chung là lương khô chấm soda thì cái soda nó chỉ ngấm được bên ngoài thôi, bên trong nó vẫn bị lương khô bình thường. À, cho mình quả nhá. Mình soda chấm ăn nhá. Ăn đi. Đến cái không nhận. Ôi, ăn rất nhẹ rồi.
Lấy cái này đi. Xúc xích, xúc xích, xúc xích. Xúc xích. Cái nữa đâu rồi? Đi coi cầm không? Nhiều giấy. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ thử xúc xích chấm soda. Bẻ đôi đi xúc xích. Thôi tao cầm cái chỗ mà có giấy ấy. Đấy. Bây giờ đến chú thử đầu tiên này. Thôi bóc ra. Em bóc ra. Em bóc chưa? Đây à. Soda chấm xúc xích này. Tí không biết là hy vọng cái này nó có tác à cái này không biết nó có tác dụng phụ không biết. Tí nữa lại thi nhau rồi ôm bồn vệ sinh thì chết. À. Kê kê, kê ngoan. Soda chấm xúc xích ngon. Ngon thật. Ngon không? Ừ, nó cứ nặng nặng của mình. Ngon nhỉ? Ừ, chua cứng vào hàm. Nhưng vừa tại mình ăn dứa quá, lưỡi vẫn còn tê. Nước mồm à, nó tan lưỡi. Nói chung là soda chấm xúc xích. À, xúc xích chấm soda, ngon. Cái này ngon là cái lâu nhất. Cái này xúc xích này ngon. Ngon, ngon, ngon nhất trong từ lúc ấy rồi. Bây giờ là đến bánh gạo. Nào, bánh gạo. Đưa đi. Bánh gạo mà không biết là ăn lẫn lộn này tí nước cắt này lô hòa trộn mà không biết là có bị làm sao nữa không đây này. Nhãn hiệu Easy hay cả nước đông cũng rất nhé. Thôi không cần nữa. Bánh gạo nhãn hiệu Easy các bạn ạ. Đấy. Đúng rồi. Bánh gạo Nhật. Bánh gạo Nhật. GAV. Công ty cổ phần Thiên Hà. Bánh gạo. Bánh gạo. Camera. Camera là anh hả? À, camera. Camera. Để em thử trước. Ừ, mày thử nào. Cái bánh này là bánh của bọn GAV Nhật Bản. Nào. Ừ, cái này ngon. Ngon á? Ừ, ngon thật không? Thật không? Ngon thật. Thơm. À, phải ăn một cái đây nào. Thế nào? Ngon được ạ. Ngon hơn. Cái này ngon nhất, ngon lắm. Ngon hơn nhất là ngon hơn xúc xích rồi. Ngon hơn xúc xích. Ủa, thế dần dần lớn lên là càng ngày càng ngon hơn sao ấy? Chấm thế thôi. Ngon nào. Ngon nào. Cái này ngon nào. Chua, giòn. Ừ. Ừ, cái này ngon. Cái này mua nhiều chứ. Anh em mình cứ thưởng thức thoải mái. Ừ. Tao ăn tự nghĩ là cái vị gì vậy? Vị soda. Không, có hành cái vị khác ấy. Của ăn thì món khác luôn đấy. Tháo đầu lưỡi bắt nó tê. Thơm nhỉ? Con ăn lại giòn. Ăn thêm cái nữa đi. Cái nữa? Thêm cái nữa. Cái này ngon. Nói chung là bánh Ichi. Bánh Ichi. Bánh Ichi chấm soda ngon. Ichi. Đọc nhanh mồm hết chú ạ. Iku iku. Làm cái nữa. Ngọc ăn nhanh lên. Ê Ngọc ăn cái thứ 3 rồi đấy. Chết. Ngọc cái thứ 3 rồi đấy. Chứ chú chó nghe giận thôi. Chú ăn phải đúng quất gì? Một quất này có ngạc. Có bỏ chú ăn. Quất này trang trí rồi mà. Bánh iku iku là chấm soda. Ngon. Đâu? Lạ. Đừng đọc ghê, cô đọc ấy. Hy vọng là không sao, để đi anh em tôi lại còn làm clip tiếp cho các bạn xem. Không thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe đến mai cũng làm clip thì khổ. Ngộ độc thực phẩm nhá. Em nghi đó anh trời. Cố gắng. Ngộ độc thì cũng phải ăn hết, làm hết clip hôm nay cho các bạn xem. Đây, Văn Thường. Văn Thường là Hoài Ngọc hả? Nghe chưa? Ok. Bây giờ đến hai con bò đi. Đây là con bò cười chấm soda. Phô mai. Phô mai con bò cười chấm soda nhá. Cái này thì Duy Thường không ăn được. Cho hai cô gái này thử không? Đi. Chú không ăn được, chú ăn cái này còn nôn lắm. Chú đi không? Không, cái này chú không được rồi. Hay là chú biết cái này có tác dụng phụ gì cho cháu bị ngọc ăn không? Không, cái này chú không ăn được mà nó cứ mặn mặn trong hơi lợn. Không ăn được. Đấy, hai đứa thử thức xem nó có khác như thế nào. Thơm không? Không ai để người ta được, người lớn ăn được.
Còn mình nhớ tưởng mình cứ tưởng tượng mình đang là trẻ con. Vậy các bạn có nghe thấy ngoài trời đang mưa sấm rất to. Mày sấm rất to. Chấm đi. Chấm vào soda này. Béo dậy. Tê tê. Ăn được không ấy? Ăn được không? Chắc không ăn được rồi. Ngon thì bảo ngon, mà không ngon thì bảo không ngon. Không ngon à? Ôi ôi. Cái này không ăn được. Dị lắm. Không ngon. Đấy là không ngon, đúng không? Làm sao đấy? Khiếp hai con mẹ. Xong, ôi, con bò cười có tác dụng. Ăn bò cười vào chỉ có cười đấy à? Cái này kinh thật. Cái này không nóng đấy. Ngon. Trong nước cũng đắng đắng luôn. Thế á? Thế thì thôi. Quên các bạn là không nên ăn bò, con bò cười này chấm soda nhá. Con bò cười chấm soda. Nuốt vào nó đắng đắng như granite đấy. Ok thì đến bánh này đi. Mỗi đứa phải làm một cái nhá. Ủa, bánh gì đấy? Bánh này là bánh bánh cốm. Bánh cốm. Đây là bánh cốm chấm soda cùng với màu luôn. Hai cái nó cùng màu thì nó tạo ra một cái màu cùng đẹp hơn. Trong con đậu đỗ xanh nhau ấy. Ngọt lắm đấy nhỉ? Chấm à? Em chấm trước. Okay. Ngọc cái gì cũng thích phung phong nhỉ? Ngon thì bảo ngon, không ngon thì bảo không ngon. Cái này cũng thơm thơm. Ăn giống như kiểu dứa vậy anh. Dứa? Thế là tê tê giống dứa. Trộn vào giống như soda, táo với cả cốm giống trộn giống dứa. À, soda với lại bánh cốm thì giống ra một dứa. Liên quan vãi. Liên quan. Đâu, thử đi. Đi gần thử nè. Bà lúc mới ăn vào giống dứa này mà. Đầu tiên vẫn là một cái vị của soda táo. Đúng rồi, xong một lúc. Nói chung là ăn tạm luôn. Chứ cái này không ngon bằng cái bánh kia. Không ngon bằng bánh gạo nhỉ. Bánh gạo nhá. Xin các bạn đi ăn bánh gạo. Đấy. Xem có vị. Từ từ đừng quên các bạn vội, cứ phải để xem tình hình từ tối nào đó. Sao đến các cái bạn này? Không được đâu. Đây là đến cái này. Đây là quẩy run. Quẩy run chúng tôi sẽ cho run. Đây quẩy run này. Đây là chúng tôi sẽ Bây giờ thì anh Trường ăn trước đi, anh Trường đi không? Được. Nó đang ngoặt lẫn lộn nhau ăn sợ. Cỡ đúng. Cái cỡ vào. Như này nhưng đút làm sao vừa mồm, lần nào thì phải cắn. Ngoáy đều. À. Được chưa? Ăn được không? Cái này thưởng thức lại phát nữa là mồm nó chưa quen vị. Thêm miếng nữa chứ. Được chưa? Được, cái này nó cũng thơm. Te te thơm. Ngon, giòn. Chung là quẩy run này chấm soda, ngon. À, em để ý là cứ cái gì giòn là chấm soda. Phải không? Phải á. Hay nó không ngấm được thì nó vẫn tạo ra cái vị hương vị thơm nhỉ. Nhưng nước khô chấm nhẹ không ngon. Đến là chua lắm. Chua, tôi là chua chưa. Đến bim bim đi. Nè, cầm một cái này. Tự. Nè, tự. Ngon đấy, ăn được. Rồi, quen mồm rồi. Bây giờ chấm soda nha. Minh Anh bây giờ cho Minh Anh. Minh Anh rồi tôi bảo. Chấm sâu hướng. Hết cỡ. Hết cỡ. Cái gì phải hết cỡ. Chấm hết cỡ luôn. Chấm hết cỡ.
Được rồi. Hết luôn à? Hết luôn. Đi chà. Này ngấm nhiều soda. Ngấm nhiều soda, chua đúng không? Ôi, đáng quá. Đáng á? Chế độ. Đi thường. Ngọc thử, Ngọc thử trước, anh thử trước. Em thử trước. Đi. Mặn mặn, cay cay, mặn đắng. Đắng á? Đắng thật mà. Nước cho uống hơi chua. Chua chua. Cái này ngon. Cái này chỉ ăn không thôi. Cái này ăn không ngon hơn. Để. Ăn không vị đặc biệt này mà cả. Bình bình chú Vinh các bạn. Làm gì nữa nào. Còn gì không nhỉ? À đây. Cái này phải vớt rồi. Cái này thiệt chứ. Cái này không phải thiệt, không phải vớt. Bây giờ anh em cũng anh em dưới được này á. Ôi dồi ôi. Ôi để lấy này múc múc. Phải múc. Đấy. Ủa chuyên nghiệp nhỉ? Chuyên nghiệp có nhiều Minh Anh nhỉ? Được rồi, chậm đấy. Được rồi, tôi tính nữa, chậm đấy. Này. Không bắt đầu như đẹp này. Mà thôi, chả đẹp rồi. Được rồi. Được chưa? Quay cho các bạn xem. Tin tưởng những cái đổ vào nhìn mới nghe đây. Ôi chứ em phải là bữa rồi, nhiều rồi. Ào ào quá. Nhiều rồi mấy anh ơi. Được rồi. Bây giờ nó sắp cho nó ngấm rồi. Ai đứng trước trước? Cứ để anh đi. Anh để đứng trước đi. Đây, tinh nhuét này. Trứng tiên. Đây là đậu quả. Chưa ngấm. Chả có vị. À, chua. Ngon. Vẫn hôi hôi gì nhỉ? Đúng rồi, hôi hôi. Không ngon. Hay là hết hạn. Em nói chung là đậu phộng oxy này chấm soda không ngon nhá. Hôi lắm. Ăn vào nó có hôi lắm. Đấy, hết rồi. Bây giờ là chỉ có bánh gạo là nói chung là cái này clip này thì có bánh gạo này, quẩy này và cái bánh này chấm cũng tạm được một tí, còn những thứ còn lại chấm là cũng ngon. Kem thì thật sự là chấm vào nó không bắt thì toàn vị kem không thôi, nói chung là toàn vị kem không ngoan. Ăn nhiều chứ. Ok. Ăn không có hôi đâu nhỉ. Cho vào cái nước. Đúng rồi, cho vào đấy hôi, ăn không. Nói chung là có cái bánh này, bánh gạo này ngon này. Và quẩy. Quẩy này, và cái này, cái bánh cốm này cũng tạm được một tí. Đấy, còn những cái thứ khác là không ngon. Ok, thì qua clip này tôi cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ anh em chúng tôi trong thời gian qua. Các bạn nào yêu quý anh em chúng tôi thì nhớ cho anh em chúng tôi một like, chia sẻ cho tất cả bạn cùng xem, và các bạn có ý tưởng mới lạ thì comment thẳng dưới video này để anh em chúng tôi thực hiện. Còn bây giờ hẹn các bạn vào những video tiếp theo. Tôi, Vinh Hoàng, chào tất cả các bạn, bye bye.